chín rồi nè. Chặt đi, già hết rồi. Chặt mẹ nó rứt xuống rồi quanh. Ê, đang quay phim nha. Thời kỳ này làm phim quanh đang hay mất. Chặt vô chút tính. Nó xối mình chặt chưa vô chút tính tiền. Thấy mồi luôn. Con cái sắp rớt mương. Quanh mốt tao làm clip tao đưa mày lên nha quanh. Quỷ. Đừng thiếu nại nha. Đưa đừng có hả hỏng. Ôi hái mấy chùm nào chín thôi. Còn cái này để dành gầm hái gì cũng. Ờ hái mấy cái chùm. Trời ơi, có mấy cái. Đó, 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 đó. Chùm chơm của em nè. Kìa. Chôm chôm của em là chôm chôm. Đó, 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 chôm chôm của em là chôm chôm tỷ không á nha. Măng cụng quanh nó gán cần cho 2 kg á. Nó vậy nhưng mà mấy cái chín thì sợ hư. Chôm chôm bán nhiêu ký? 40.000. Gì? Chôm chôm của ta chôm chôm 4.000. Còn chôm chôm của em này nè 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 nè. Đó, 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 thấy không? Chôm chôm tỷ không cho nên là 40.000 ký. Chứ phải 50 à? Hả? Chút nó bán cho mình chứ ai ai vô mua đem chôm đâu. Đâu có bán đâu mình biết. Đưa đại nó 100-200. Hỏi hỏi chạy hay mẹ, để gói lên quằn con hái. Gói chờ tới trình đó. Trời ở trong kia không được. Nhân điểm. Đó đó, chôm hay mẹ, chỉ cái đỏ đỏ cho Thanh chụp cho. Có quay không ạ? Có cái chùm đỏ. Đó, đăng lên này nha để coi cho. Đăng chưa? Ừ. Ủa, quay đi, test cái đỏ. Có đúc quay nè. Chúc về chia sẻ cho Lô nhé, coi nhé. Chưa có đã diễn từ từ. Chụp chân tắt đẹp thì đẹp thôi. Chụp đứng đây, chụp đứng đây, chụp đứng. Chụp nè. Đây. Có chơi hay không? Đó, hỏi cũng đâu trả lời, đâu cho biết. Đang quay, đang quay. Nó có tiếng. Khăn cục. Nè. Cái này ngon. Bữa hái rồi. Hái cho bà mọc cái này cùng. Cái cùi hả? Ủa chứ chả. Trời ơi dâu gì đâu. Dâu gì dâu lấy lên chùm có ăn trái kìa. Đủ chưa? Đủ rồi. Này nhiều ký. Bà bán rồi bà bỏ hỏi ai. Dâu vậy một cái sợ vô mọi người. Chín chín nè. Hơi lên tới nhà nha. Đừng có sẽ hết là ớt cắt với A plus. Chưa có đi.
bữa nào bốn bánh không ơi. Sắp tới rồi cưng. Rồi coi Phương chắc.